Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay mời các vị lắng nghe đề tài thứ 16, nội dung câu xá luận tập số 1, đó là thứ tự của uẩn, xứ và giới. Thứ tự của uẩn, xứ và giới chúng ta nhận định, nhận biết như thế nào, dựa trên lập luận nào để chúng ta biết? Các vị lập ra trang số 136, cái mục số 4, hoặc tùy theo giới. Kiếm ra không? Học tới đâu còn nhớ không? Trang 136 mà kiếm có không? Mục số 4 đó nghe. Mục số 4. Nội dung mục số 4 này nói như thế nào? Dục giới được đặc trưng bởi sắc như là phẩm chất của dục. Các tỉnh lự trong sắc giới được đặc trưng bởi cảm thọ như là thánh hỷ và các thứ. Ba vô sắc đặc trưng bởi tướng, nắm bắt yếu tính, hư không các thứ. Hữu định đặc trưng duy nhất bởi hành. Như vậy thì kính thưa đại chúng, chúng ta hiểu như thế nào về đoạn luận này? Dục giới được đặc trưng bởi sắc như là phẩm chất của dục. Tức là gì? Tức là biểu hiện của dục giới nằm trong phạm vi biểu hiện của gì? Của sắc. Phải không? Là cái phẩm chất của cõi dục này là nó biểu hiện trên sắc. Còn các cõi trời ở trong cõi sắc giới là các tỉnh lự á, thì cái tính chất sắc nó được biểu trưng bởi cảm thọ như là thánh hỷ các thứ. Chúng ta từ đây có thể hiểu thêm một ý nghĩa rằng là nếu như chúng ta thường sống ở trong tâm hỷ lạc, thường sống ở trong cái định hỷ lạc, thì người này chết chắc chắn tái sanh cõi trời. Tại sao? Bởi vì cái phẩm chất bởi cảm thọ và thánh hỷ này các thứ đó, đó là cái đặc tính của cõi trời sắc giới. Còn nếu như mà chúng ta cứ chú trọng hình thức, chúng ta chú trọng mặt mũi, quần áo, xe cộ, hình sắc, thì chúng ta không có cơ hội sinh các cõi trời sắc giới. Vậy cho nên muốn tạo nhân để tái sinh các cõi trời sắc giới là tối thiểu, thì chúng ta đạt đến một số hỷ lạc của thiền định. Và muốn vậy thì chúng ta thực tập. Rồi ba vô sắc đặc trưng bởi tướng, ba cái cõi trời vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Đây là ba cõi trời vô sắc, nó có đặc trưng bởi tướng, tức là tâm thức chúng ta sống vượt qua khỏi cảm thọ, mà chúng ta sống nặng vào tư tưởng. Có một số thầy, có một số vị lớn ngày xưa thầy cũng có cơ hội gần với các ngài lâu, thấy gần như là các ngài sống ở trong cái tướng cuộc sống hàng ngày, không bận tâm tới sắc, không có bận tâm tới thọ, hay lắm.
Ví dụ như một người họ giận dữ, họ nói cái lời khó nghe, các ngài biết rằng người đó có cái tâm đang gì, đang bị ô nhiễm bởi sự sân giận, cho nên lời lẽ nó tuôn ra như vậy, đó là điều đương nhiên. Hoặc giả một người họ đứng trên cái lập trường tà kiến của họ, họ làm những cái việc hại mình cũng biết rõ là họ hại. Vì sao? Bởi vì họ đang hành động theo tà kiến chỉ dẫn. Thành ra các ngài cũng nhẹ nhàng, không có phiền não tại sao phải làm như vậy, không được làm như vậy, phải làm như thế kia, cảnh giới đó nó sẽ khác. Có khi mình thấy nhiều cái chuyện chướng tai gây mắt, mình đi trình với quý ngài, mình nói tại sao có những chuyện chướng tai gây mắt, thầy không, hòa thượng không có nói tiếng nào. Ngài nói tôi đâu có thấy gì đâu. Tôi không thấy, tôi thấy đó bình thường mà. Hỏi tại sao thầy không có nhắc nhở quý thầy một tiếng. Cái hòa thượng nói rằng là bây giờ mấy ông muốn tôi nhắc làm sao. Ngài hỏi vậy đó, nhắc làm sao chỉ tôi nhắc nghe. Ngài nói nhẹ nhàng vậy đó. Ngài nói bây giờ lớn hết rồi, hơn 18 tuổi rồi, thập bát thành đinh, hơn 18 tuổi rồi, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nhân quả luân hồi, đạo lý đấy không lý nào mấy ông không biết. Mà mấy ông chẳng sợ nhân, chẳng sợ quả thì tôi là gì đâu mà mấy ông ngán. Ngài nói vậy đó, ngài nói rất nhẹ nhàng như vậy, và ngài an nhiên tự tại như vậy đó. Người thầy cũng gần gũi chung với các ngài, có những cái quyết định làm náo động ở trong nước, ở ngoài nước, và mình thấy các ngài nói bây giờ mình làm vậy rồi, chẳng hạn như họ bắt họ nhốt mình rồi, làm sao thầy? Ngài hòa thượng nói thì cùng lắm thì mình cũng ở đối vậy cho với làm gì đâu. tức là đấu tranh nói như giống như là chuyện giỡn, chuyện đùa vậy đó. Nhưng mà từ sự tuyệt thực của các ngài là làm ảnh hưởng rất nhiều báo chí, là dư luận, là các cái trường phái chính khách này kia. Nhưng mà ngài ngồi ngài trả lời khoe ru vậy đó, nói cùng lắm thì mình nhịn đố giải trời chứ biết làm gì. tức là những cái vị tu hành họ nhìn mọi việc nó nhẹ nhàng lắm. Rồi có những lần nữa, có những vị thầy lười nhác, không có chịu coi ngó công việc mà hay chấm điểm người khác. Lại có vị khác có lên nói là thưa ngài, con không làm việc đó nữa, cái vị kia có vẻ dối gian hơn, thôi con xin tiến cử cái vị kia làm, cho con được nghỉ ngơi. Thì ngài nói ông kia là ông làm bậy, mà ông chúi tôi giao công việc cho ông, cho ông phá hư hiểu không? Tức là ngài nói nhẹ nhàng như vậy đó. Còn ông nói ông muốn làm thì ông làm, ông muốn làm thì đỡ tôi tính, chứ ai ông xúi tôi như vậy. tức là ngài nói nhẹ nhàng như vậy đó. Còn chúng ta là chúng ta giận mà lấy mà. Nhưng mà ông không biết gọi làm, hỡi chút ý kiến ý cò giao cho ông, cho ông biết tay. Đó là mình ứng xử trong nhân ngã. Cho nên chúng ta thấy các ngài họ sống theo tướng. Rồi những cái thói hư tật xấu con người trong cõi dục này đủ thứ hết. Và hỏi nói tại sao mình chính đúng cái này, chính đúng cái kia, nó không ngăn ngại, nó không, cái cõi dục nó vậy đó. Cõi dục nó vậy đó, ai muốn thoát khỏi dục thì thoát, còn nó muốn thoát thì mình không làm được đâu. ngài nói tự nhiên nó nhẹ nhàng hết rồi. Tức là trong cái tâm của ngài nó tướng á, ở trong cái mức tướng nó rất là nhẹ nhàng. Thì những vị như vậy, thưa vị, những cái gì mà thành bại cõi sắc này á, không thể nào làm cho họ phiền não. Rồi cõi dục thì tầm thường rồi, còn cái cõi sắc thì cũng không thể nào làm cho họ phiền não, bởi vì những cái cám thọ nó không có. Cám thọ nó không làm cho họ phiền não được. Thầy cũng quen một vị hòa thượng, ngài nói ngài bị bệnh tiểu đường. Và thầy có nói ngài là thưa thầy, thầy bị bệnh tiểu đường vậy, thầy có mệt không? Góc nhìn hình như nó cũng mệt. Tức là mình không hỏi, không nghĩ tới. Rồi cái nói vậy thì vậy ngài có uống thuốc không? Ngài nói ban đầu cũng uống,
Nhưng mà sau nghĩ lại á, thì cái cơ thể của mình nó thiếu cái món đó món kia, cho nên nó như vậy. Đó là do trước đây mình không để ý, thì mình ăn uống theo cái sở thích, mình không để ý. Bây giờ mình điều chỉnh lại là mình cần ăn cái đó là bao nhiêu chén cơm một ngày. Chẳng hạn như mình nên mình ăn là 1.5 chén mà nó thấy nó không chịu, bữa sau mình ăn 1 chén. Tức là ngày để ý vậy đó. Rồi ngày thấy này hôm nay là mình ăn 10 cọng rau rồi nó chưa được thì làm thêm 12 cọng. Tức là ngày ăn theo cái khuôn khổ, theo mọi thứ như vậy đó. Thì sau thời gian thầy thấy ngài không có dùng thuốc. Đúng giờ ngài ăn bao nhiêu đó, ngài uống bao nhiêu nước, ăn bao nhiêu cọng rau, ăn bao nhiêu chén cơm, bao nhiêu miếng đậu. Thế mà tự nhiên thấy người nó khỏe mà gọn gàng ra. Thầy mới nói sao ngài hay vậy. Ngài nói nhiều khi cái bệnh ấy, nó khiến cho mình tu nhiều hơn. Tức là mình bớt đi bị cám dỗ, bị lôi kéo theo cái sở thích ăn mặc ở sinh hoạt của mình. Những vị tu hành như vậy họ có cái đời sống họ trong tướng tâm. Thành ra tướng tâm này nó được xây dựng bởi cái gì? Bởi chân lý. Cho nên chúng ta học giáo pháp là chúng ta xây dựng cho mình một cái loại tướng tâm trong chân lý giải thoát. Thành ra cái cám dỗ của hình sắc không lôi kéo mình được. Rồi cái gì nữa hả? Rồi cái cảm thọ đấy, cảm thọ còn mất hơn thua buồn phiền, hạnh phúc nó không còn quấy nhiễu mình nhiều nữa. Như vậy thì ở trong trạng thái đó mình có hy vọng là mình đến ít nhất là cõi trời vô sắc. Nhưng mà còn một cái cõi cao hơn, đó là gì? Đó là cõi gì? Cõi phi tướng. Cái cõi này nó phải sống ở trong hành uẩn. Hành uẩn. Nếu như nhập ở trong định chết của vô tướng thì đi vào trong thiên ma. Nhưng mà không đi vào ở trong vô tướng, muốn sống trong hành uẩn, người này thân hoại mạng chung sẽ sinh vào cái cõi trời hữu đánh. Hữu đánh là cái cõi trời cao nhất, hữu đánh. Tức là hữu đánh, đánh là cái đính mà. Đính cao ở trong cái ba cõi là hữu đính. Cái cõi này, ở đó có rất nhiều vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát. Tất cả những ai mà hành trì mật tông, tâm thường tiếp xúc của trời hữu đánh. Tại vì những cái pháp ấn, nhất là cái ấn ư già mà muốn cúng dường thì hay tướng tâm tới cõi trời hữu đánh. Và 16 vị đại Bồ-Tát đang ngự trên cõi trời hữu đánh. Cho nên đây là những cảnh giới nó hơi siêu việt một chút. Vậy thì cõi trời hữu đánh sống bệnh hành uẩn ha, thớ nhập tới hành uẩn. Tuổi thọ của cõi trời hữu đánh thường thường là gì? Là 8.000 kiếp. Xin lỗi, 80.000 kiếp. 80.000 kiếp. Kiếp này là kiếp 3. Kiếp 3 ý nghĩa là cái thời gian tồn tại của một quả địa cầu. Và tuổi thọ kéo dài tới 80.000 quả địa cầu. Kiếp 3, 80.000 á, 80 quả địa cầu gọi là đại kiếp đó cô. Tiểu kiếp là 20, còn trung kiếp là bao nhiêu? Tiểu kiếp là mấy? Là 1 phải không? 20 tiểu kiếp là 1 trung kiếp và 4 trung kiếp là đại kiếp, hiểu không? Cho nên á, thành ra nói tới là gì? 80.000 kiếp là chỉ cho là 80.000 cái lần sinh diệt của quả địa cầu. Và một hữu tình sống với hành uẩn tồn tại trên cõi hữu đảnh, tuổi thọ kéo dài bất tận như vậy. Chúng ta đang sống ở đâu rồi? Xét thọ tưởng hành thức ở đâu? Tâm mình thường trụ chỗ nào? Xét thọ tướng cũng ít phải không? Xét là nhiều. Tại vì đang ngồi vậy, trời nóng lên nó khác, mà trời lạnh nó khác, nghe không? Rồi bụng đói nó khác, bụng no nó khác. Cái sắc ấy, cái sắc nó tác động. Nước nhiều lên nó khác, nước khô miệng nó khác. Cái sắc. Thành ra ngày xưa có nhiều vị họ không có muốn tâm của họ nó bị chôn ở trong cái sắc tầm thường, thành họ sống khổ hạnh. Nhưng mà họ không có giáo pháp mà viễn ly ngũ uẩn. Thành ra người đời trước đây họ cũng tự tìm kiếm con đường giác ngộ dữ lắm. Tại vì hữu tình ai cũng mong muốn được giác ngộ. Mà họ nghĩ rằng
là sự đọa lạc do thọ uẩn. Thành ra họ đầy đọa cái xác thân bằng những phương thức khổ hạnh. Họ 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 sống khổ hạnh khắc nghiệt. Mà thầy nói ở trong Pháp Nhạc Âm, các vị thấy những câu thầy viết rất là ngắn, rất là ngắn, chữ nó cô đọng, phải nó hết sức cô đọng. Chẳng hạn như đêm thân này phơi dưới tà dương, sống đọa đầy cho hết kiếp sầu vương. Tuy những câu nó có tính văn nó rất là mềm mại gần gũi như vậy, nhưng mà chân lý khổ hạnh là thế. Đêm thân này, chứ họ tự nguyện chống ai bắt họ, mà họ xem thân là như cái công cụ. Đêm thân này mà phơi dưới tà dương, phơi dưới cái nắng, đó là một cái hình thức miêu tả gọn nhất. Và sống làm sao? Sống đọa đầy cho hết kiếp sầu vương. Cái kiếp mà cái hay buồn hay vui hay cái thọ đó, kiếp sầu vương đó. Để chi? Để trong ta núi rừng hợp tấu. Tức là trong ta là núi, là rừng, là trăm tiếng hát đã dừng trên môi. Để trong ta núi rừng hợp tấu, bài tình ca vô tận gì? Bài tình ca vô tận của phương Đông, bài tình ca vô tận của kiếp người chúng ta, cái bản tình ca chúng ta ra khỏi cái kiếp luân hồi sanh tử này. Thì ở đây chúng ta biết rằng ở trong sự phân chia các lớp thô tế từ sắc thọ tưởng hành, mà chúng ta thấy nó có mấy cái biểu hiện diễn ra, đó là gì? Đó là trong cõi dục, cõi gì? Cõi sắc, cõi vô sắc. Cõi vô sắc chỉ có ba thôi, mà tới hành ấy thì nó lên tới cái tầng thứ tư của cõi vô sắc, đó là cõi trụ hữu định. Được chưa hả? Giờ thì thứ tự của giới, tức là cái phạm vi ranh giới đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó được nhìn ở trên cái tâm thô hoặc là tế của chúng ta. Cho nên nhìn vào thâm tâm thô và tế của chúng ta có thể tự biết rằng là mình sẽ tái sanh vào đâu. Các người thấy ngộ chưa? Liễu ngộ chưa? Chúng ta có thể tự nhìn là hiện giờ chúng ta thường sống với cái gì? Sống với cái cảm thọ còn mất hơn thua, hoặc là sống với cái vật chất còn mất hơn thua, hoặc là sống với cái cảm thọ, hoặc là sống với cái gì? Với tưởng tầm của lý trí, của triết ấy, của triết học. Hoặc là sống với gì? Hoặc sống với hành ứng, sự vận hành tự nhiên của các pháp. Rồi các ứng này là những cứ điểm của thức. Câu này rất hay. Các ứng này là cứ điểm của thức. Thọ tưởng hành thức á, sắc thọ tưởng hành thức, nó là cái cứ điểm của thức. Nó là cái căn cứ địa để thức nó ngưng tụ ở trên đó. Chẳng hạn như thức mà trụ vô ở trong sắc chất, thì tâm thức chúng ta sẽ ở trong cõi dục. Đúng chưa? Rồi, chẳng hạn như thức mà nó trụ vô ở trong đâu? Ở trong thọ, thì chúng ta sẽ ở trong gì? Bốn cõi thiền, tức là sơ nhị tam tứ thiền. Còn nếu như thức mà trụ vô ở trong tướng, thì chúng ta ở trong cõi trời, ba cõi trời đầu của vô sắc. Còn nếu như thức mà trụ ở trong hành thì sao? Ở trong cõi trời hữu định. Được chưa hả? Cho nên chúng ta xem thức mình trụ ở đâu, mình sẽ biết mình sanh ở đâu. Rõ chưa hả? Cái điểm này là qua hay. Các uẩn này là cứ điểm của thức. Mình đi học thấy nó sung sướng. Mình ngộ ra là mình thấy nó sung sướng. Mình hiểu được là tại sao mà mình đi đâu, mình đi có cơ sở, mình biết rõ ràng. Chứ không phải là mình đã dành mấy ngàn đưa thầy Huyền Châu niệm Phật cho mình đi. Chuyện đó không bao giờ có đâu. Hiểu không hả? Tự mình phải biết rõ mình mới đi được. Chứ đã dành tiền rồi nhờ ông thầy cốc mấy tiếng là mình về Tây Phương. Chuyện này còn lâu. Thức mình là trụ của ta bà, sao mình sanh Tây Phương? Cho nên thiết thực nó là như vậy nghe. Rồi nói rằng thức an trú trong bốn uẩn này nghĩa là nêu rõ ý nghĩa thứ tự của các uẩn cũng như là hạt giống ở trong đồng ruộng.
miêu tả hạt giống ở trong đồng ruộng nghĩa là gì? Nghĩa là cái vùng ruộng nào thì thức ở đây ấy tức là hạt giống. Còn cái ruộng đồng đó chính là cát uẩn. Hiểu chưa hả? À. Giờ thức nó thô, hạt giống thô thì nó gieo trên sắc uẩn. Còn ấy, nó tế hơn thì nó gieo trong thọ uẩn. Thành có những người ấy, họ có cái cảm thọ rất là vi tế, rất sâu. Nhưng có người là phải là thô ra mới thấy. Các vị ngày xưa trước khi mới diện Phật học thì thầy kính thưa đại chúng á, là khối óc của thầy nó linh lẹ hơn bây giờ. Bởi vì nó ít có mệt hơn bây giờ. Tinh thần nó nhẹ bay trên bầu trời. Và cái xác thân này có thể là cảm giác mình muốn đi lên trời là đi. Trong tâm nó rực sáng như vậy đó. À, nhưng mà mọi người không có thấy là cái sức mạnh nội tâm của thầy lúc đó nó như vậy. Nhưng mãi tới bây giờ thì còn xem thầy giống như là cái người dốt nát không có bằng cấp. Nhưng khi viết ra được là mười mấy quyển sách thì mới nói thầy Huyền Châu là có chữ. Các bạn không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy là người ta gì? Thì con người thì mình sống là mình sống trên bề mặt sắc uẩn. Cho nên nó phải rõ ra à, rồi là chùa chiền, rồi kinh sách, rồi quyển sách này, sách kia, rồi đẹp rồi xấu à, như vậy thì mới gọi là người ta đánh giá trên đó. Còn người ta không thấy rằng là đó là những cái rất tầm thường. Rất tầm thường. Những cái không bao giờ là thầy chú trọng vô nó à, nhưng mà vẫn phải cố gắng ngồi lại rồi sắp xếp từng cái chữ. Sắp xếp chữ trước chữ sau, rồi có chấm có phớt cho nó ra câu, ráp thành đoạn, ráp thành bài, rồi ráp thành tập, rồi đưa cho. Cái công việc đó nó hết sức là thô thiển và không bao giờ muốn làm à, trong khi cuộc sống này nó linh động vô cùng, mà bây giờ phải ngồi xuống với những câu chữ mang tính khô khan, gọi là kiến thức màu xám mà. Nhưng mà được mấy người là hiểu ra, được mấy người là thấy ra. Cho nên đa số là đều sống ở trong sắc à, còn đi vô trong thọ thì chúng ta là thọ khổ hay là thọ lạc. Những cái loại thọ này á, thì cũng dựa trên sắc mà thành. Người ta đang khổ đau vô cùng, nhưng mà qua thọ lạc người ta quên hẳn đi cái khổ đó à. Nói vậy đó. Thành ra bây giờ đã chúng ta thấy thức của mình nó đang tụ chỗ nào. Nhìn cái sự thức tụ đó là biết tâm mình sẽ ở chỗ nào. Sắc thọ trong triết học tư tưởng, hành và thức, tất cả thế giới này nó như huyễn. Tất cả thế giới này nó như huyễn ở trong tâm của một hành giả giác ngộ, thì chùa chiền kinh sách và dạng vật làm sao có thể trói được tâm của người đó. Và khi tâm của họ nó tự tại như vậy á, thì ba cõi này làm sao nhốt họ lại được. Cho nên cái sự giác ngộ nó được khai thị rõ ràng như vậy, chứ không phải là một cái gì mơ hồ. Nó dở phải không? Các vị thấy nó dở chưa? À, nó rất là dở như vậy, nó rất là rõ ràng như vậy. Chứ nó không phải là một cái gì ta đây này, ta khoe khoang trễ mẻ gì đâu. Cái đó là rất là bình thường như vậy. Đó là một cái tiến trình, một tiến trình. Mà tiến trình chúng ta đi từng bước, mỗi người của mình có một cách đi và khéo đi như thế nào. Rồi giờ mình đỡ thức mình tụ chỗ nào? Hả? Muốn cho hành uống không? À, hành uống là phải cẩn thận. Tại vì sao? Bởi vì người mà ở trong hành uống thì ăn cái gì cũng được. Chứ không có chuyện này đồ ăn ngon như chú Thanh Trí thích ăn ngon. Thích ăn ngon là trong sắc uống đó. Từ sắc uống nó sinh ra cái thọ uống là ngon miệng. À, còn tướng uống á, là nó là một cấu trúc. Nó là một cái cấu trúc rộng lớn. Để nói ví dụ như trường hợp chẳng hạn như là cô Sơn, Phật tử Bồ Đề Phật Quốc, cô thương yêu một người con gái, cô thương dở sợ luôn. Và chính vì thương yêu đó mà nó ảnh hưởng cô rất nhiều. Và lúc đó thầy phải làm cái mặt lạnh với cô suốt một năm trời.
Thì cô đến chùa nhiều khi chào thầy không thèm ừ. Nhưng mà cô ra khối chùa mấy tháng thầy gọi hỏi thêm. Đó là cái sợi dây giữ cái tâm của cô. Nhưng mà trong ý thì muốn đẩy cho cô ra khối ngôi chùa này. Tại sao? Vì cô phải rời khối ở cái vùng này thì người con gái của cô bắt đầu mới có sự độc lập. Mà khi cô, con gái cô độc lập được, nó sẽ trưởng thành thì cô bớt lo cho nó. Và khi nhìn thấy là cô bớt lo cho nó thì thầy lại tìm cách đấy là kéo cô về và giữ cô lại. Thì mới có cô, mới có cô Sơn là bây giờ vui vẻ như ngày hôm nay. Hành động đó là hành động theo sự chỉ dẫn của tướng ứng. Tức là một cái nền triết học nó phải đi như vậy. Còn sợ người ta buồn, sợ người ta giận, sợ người ta bỏ việc chùa, sợ người ta nói lời oán trách thì sẽ không bao giờ dám dạy dỗ theo cách đó. Hiểu chưa hả? Cho nên có những trường hợp là phải tạo cái duyên như vậy. Bởi vì không như vậy thì nó sẽ hại cả mẹ lẫn con. Tại sao bây giờ ở nhà thì buồn phiền con cái tới chùa, nó vơi bớt cái nỗi đau rồi ấy, là chạy về nhà nữa. Rồi cứ chạy lên chùa, nó cứ chạy tới chạy lui. Con thì dựa vô mẹ, không bao giờ đứng lên. Còn mẹ thì cứ tổn thương rồi chạy đi chạy lui. Và cái chùa giống như là đỡ nó vơi bớt cái nỗi thống khổ. Như vậy thì không bao giờ giải thoát được. Như vậy thì mình giữ cái người đó ở trong chùa là mình hại. Mà giáo pháp khai thị cô không đủ sức để lãnh hội, giờ làm sao? Đó, hành động sách được không? Thọ là tiêu rồi, còn hành là sao ta hiểu? Cho nên ở trên tướng uống hành động như vậy là mới cứu vớt được. Thì thưa quý vị, đạo sư như thế, đạo sư nhận định và hành động nó như vậy. Còn người đời làm sao thấu hiểu được? Người đời làm sao thấu hiểu được cái tình thương? Họ chỉ nhìn thấy là còn mắc hơn thua à, chứ họ làm sao thấy được hết cái tình thương to lớn. Cho nên ở trong một tình thương to lớn, đôi khi phải chịu sự oán trách của người khác. Họ oán là họ oán, nhưng mà lý trí của người hành pháp là phải đi theo à, đi theo chân lý mà mình đã tiếp cận được qua lời Phật dạy à. Thì ở đây chúng ta thấy các uống như vậy thì thức mình nó tụ chỗ nào. Làm được như vậy thì thức gọi là nó sẽ tụ một cách vững trong đó. Nó tụ vững trong đó. Còn chưa thực hiện cái đó thì thức chưa tụ được. Mình chúng ta hiểu nhưng mà chúng ta không làm được thì thức nó chưa tụ nổi. Mà chưa tụ nổi thì nó chưa được rèn ở trong tâm. Cho nên khi thân hội mạng chung, chúng ta đi theo cái nghiệp chứ không thể nào đi theo ý của mình được. Hiểu chưa hả? Kỳ diệu không? À, rồi. Như vậy rõ ràng có năm uẩn không ít hơn, không có nhiều hơn. Đây là một chân lý. Có người nói tại sao Đức Thế Tôn không chia nhiều uẩn hơn mà chỉ có chia năm uẩn thôi, là không thể chia được nữa. Không thể chia được nữa, lời Phật nói ngang đó là không thể nào khác. Và chính bởi nguyên do thứ tự đó mà thọ và tướng thành lập các uẩn riêng biệt với hành. Tại vì thọ và tướng á, nó là như cái bóng với nhau, nó sinh ra lẫn nhau. Từ cái thọ đó mà người ta đặt tên cho cái thọ. Chẳng hạn như cái thọ khổ thì người ta đặt tên là khổ, thọ lạc người ta đặt tên là lạc à, chẳng hạn như vậy. Thì từ cái thọ mà nó đặt tên trên cái thọ à, cho nên á, thọ và tướng thì nó là chia là chung một nhóm. Nhưng mà hành thì khác. Hành thì nó không có phân biệt cái thọ này. Hành nó thuộc về màu, nó thuộc về tính chất. Cái hành uống ấy là nó vận động dựa ở trên cái nghiệp tịnh hay là nhiễm. Nó dựa trên cái màu sắc tịnh hay là nhiễm. Chứ nó không có bận tâm tới là thọ và tướng. Các vị hình dung được không? À, thành ra công việc mình làm, mình cứ nghĩ rằng đó là điều tịnh là mình làm. Mình làm sao cho nó tịnh. Góp ý một lời mà dẫn tới tịnh thì góp ý. Lời có đúng chân lý nhưng mà không tới tịnh thì vẫn không nên góp ý. Bởi vì góp ý nó sinh ra phiền não. Phiền não thì nó bất tịnh. Như vậy bản thân mình cũng có sự bất tịnh ở trong đó. Mình không có tự tại đâu. Mình nói một câu mà người ta phiền não trở lại, mình không có tự tại nói đâu. Khi nào mình tự tại nói thì mình cứ nói. Nhưng thực sự khi mình bị người ta xúc phạm, mình không tự tại nói thì mình phải cẩn thận khi nói ra. Hiểu chưa hả? À,
Như vậy thì trên nguyên lý đó thì chúng ta thấy rằng là nếm uống nó không thể thêm, không thể bớt. Chính nguyên do đó cho nên thứ tự mà mình xếp là thọ và tướng thành lập riêng một uống khác với hành. Chúng thô hơn thọ và tướng, nó thô hơn hành. Và là nguyên nhân tuần tự sanh ô nhiễm. Thấy chưa hả? Sanh ô nhiễm là từ thọ và tướng đó. Thọ và tướng. Chúng là thức ăn và gia vị. Thọ và tướng tức là thức ăn và gia vị. Chúng là đặc trưng của hai giới là dục và sắc. Phải không? À. Có thức ăn mà có gia vị nữa thì tất cả chúng sanh được chìm ở trong này hết. Cho nên cứ chết đây chết kia, lấy cái thân này gọi là cái thân thức tụ nè. Thân thức tụ nhưng mà mình nói là ta đây. Nhưng mà thật ra nó là thức tụ. Bởi vì cái vọng thức tái sanh tìm lấy tinh cha huyết mẹ gá lên rồi ăn uống để giữ gìn nó. Và nó đều là thức tụ đó. Bởi vì thức tụ cho nên nó gọi là như huyễn. Bởi vì thức nó sinh ra từ những cái khác mà. Từ sắc thọ đó. Nó mới sinh ra thức tụ rồi nè. À. Giờ nay nó tụ cái này, mai tụ cái kia. Nó tụ một thời gian. À, tụ nó sự ngưng tụ một thời gian có 50-70 năm. À, rồi nó không tụ nữa. À, duyên tụ nó không đủ nữa. Nó rã thì bắt đầu nó đi kiếm chỗ khác nó tụ. À, cái quá trình đó nó gọi là tái sanh đó. À, cứ chỗ này qua kiếp kia. Chỉ khi nào nó ngưng lại gọi là vô sanh. Thứ tự của các giới và xứ các xứ và giới thì được hiểu như thế nào, kính thưa đại chúng? Nói đến thứ tự của xứ và giới thì nói đến sáu giới và sáu xứ. À, sáu giới và sáu xứ. Tại sao chúng ta không nói rằng là mũi tai mắt mà chúng ta nói là hả? Mắt mũi tai, hay là chúng ta gọi là nhãn nhĩ, hay là nhãn nhĩ, hay là nhãn tỷ nhĩ. Đó, chúng ta thấy vui không hề? Nó có lý do chứ. Cái gì chúng ta nói nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, đúng không? Tại sao chúng ta không nói là nhãn thân nhĩ tỷ thiệt? Chúng ta không nói cái trật tự nó khác đi, mà chúng ta cứ quen nói là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Là thói quen ngẫu nhiên hay là nó có vấn đề gì không? À, có không? À, ở đây nè, chúng ta mới thấy sự giải thích này ngàn. Là thứ tự của nó được sắp xếp theo cảnh và thức tương ứng. Năm kế trước vì cảnh hiện tại, bốn nhiếp thọ cảnh duy sở tạo. Ngoài ra theo dụng xa và nhanh, hoặc thứ tự tùy theo vị trí. À, tùy theo cảnh, theo theo cái gọi là cảnh sở tạo, phải không? Hoặc là theo cái chỗ mà cái tác dụng là nhanh và xa và nhanh, và cái gì, và cái thứ tự cao thấp, được chưa hả? Như vậy thì đối với năm giác quan gọi là năm căn, bắt đầu được là mắt, nó được cỡ trước là vì sao? Bởi vì bất cứ cái gì, à, con mắt nó thấy trước. Cho nên là đối với cái cảnh hiện tiền hiện tại thì cũng mắt nó thấy trước. Thành ra do vậy cho nên nói tới, nhắc tới là do cái tính chất hiện tiền của nó nhanh hơn những cái khác. Cho nên gọi là mắt được nêu ra đầu tiên, đúng không? Nhưng đối tượng của ý thì lại bất định. Ý nghĩ thì bất định, chưa chắc gì là nó nương cho con mắt đâu. Có thể nó nương vào lỗ tai, hoặc là nương vào lỗ mũi, chuyện đó mình chưa biết. Nhưng mà đối với năm giác quan thì mắt là đầu tiên. Ở trong ba thời vô vi có sự chỉ nắm bắt có khi chỉ nắm bắt một, có khi hai, hoặc ba, hoặc bốn. Ý nói cái gì? Ý nói là trong ý căn của chúng ta có khi nó chỉ cần dùng mắt để nhìn, nhưng có những trường hợp nó phải dùng hai ba món. Chẳng hạn như ăn một đĩa mì thì con mắt mình nhìn thấy, mũi mình ngửi, rồi tai mình nghe người ta xào xào, rồi mình ăn cọng mì nó mềm, nó cứng, thì lúc đó là nó phải dùng ba bốn cái, đúng không ạ?
Nhưng con mét thì nó dùng là chỉ màu sắc thôi. Còn tại vì mình nói cái nào mà nó nhanh hơn á, nó hiện tiền á, thấy liền á, thì con mét do vậy cho nên đẹp cái con mét trước tiên, nhắc cho nó trước tiên. Rồi thứ hai là đối với bốn cảnh duy sở tạo, là đoạn trên tiếp xuống đây là gì? Là trong năm căn bốn được cỡ trước vì có đối tượng là sở tạo, nhưng đối tượng của thân thì bất định, có khi là đại chúng, có khi là sở tạo, có khi là cả hai. Chúng ta hiểu cái này như thế nào? Đấy. Tức là đối với năm yếu tố mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thân nó cỡ sâu nhất. Bởi vì sao? Bởi vì thân có khi á, chúng ta cảm giác từ từ cái da của mình, hoặc là có một số tương tác mà từ bốn đại làm ra, từ địa đại, thỏa đại, thủy đại, phong đại riêng biệt, nhưng có khi á, là phải cả hai cái kết hợp lại nó mới ra, cho nên gọi là từ bốn đại hoặc là bốn đại sở tạo để nhận ra được, hiểu chưa hả? Cho nên nó là nó chậm hơn, nó tạp lẫn hơn, vì vậy cho nên nó nằm ở sâu. Lại nữa, trong số các căn còn lại, tức bốn căn đầu, tùy theo sự thích hợp, căn nào tầm hoạt động xa hơn và nhanh hơn được cỡ ra phía trước. Chúng ta chú ý là hoạt động xa hơn và nhanh hơn, chẳng hạn như mắt và tai có đối tượng là xa hơn, phải không ạ? Còn mắt nó nhìn xa, tai nó nghe, còn mũi thì nó phải tới lỗ mũi, hoặc là miệng thì nó phải tới miệng mới biết được. Cho nên đó, là mắt và tai thì nó xa hơn, cho nên nó được cỡ trước. Còn ở trong hai căn này, đối với mắt và tai thì sao? Con mắt nó nhìn thật xa, nhưng mà lỗ tai mình á thì tới gần mình mới nghe. Chẳng hạn như á, là mình sao? Mình cứ tới thấy một cái dòng sông thật xa kia, nhưng mà mình chưa nghe tiếng nước nó chảy, đúng không? Và mình phải đi lại gần dòng sông, lúc bây giờ mình mới nghe được tiếng nước nó chảy. Chưa nói tác dụng của con mắt. Chẳng hạn như đứng đây mà chúng ta nhìn á, một cái quãng xa kia, chúng ta thấy á, là có một dòng sông chảy, con mắt mình thấy không? Mình đứng núi mình nhìn thấy, nhưng mà mình muốn nghe nước chảy róc rách thì mình phải lại gần. Rõ ràng là gì? Là lỗ tai á, đi xa quá nó không nghe được, nó gần quá nó cũng không nghe được, mà sao mà nó ở trong một khoảng nào đó nó mới nghe. Nhưng so với cái tầm nhìn, chứ không phải nói là tầm cái tầm chướng ngại nha. Ví dụ như con mắt nó không nhìn qua được bức tường, nhưng mà tai nghe bên kia được, cái đó không bàn ở đây. Bàn đang nói là độ xa và độ gần, thì con mắt của mình nó có thể nhìn thật xa, trong khi lỗ tai không có thể nghe được chỗ đó có tiếng động gì. Thấy chưa hả? Do vậy cho nên con mắt xét về xa và gần, thành ra đẹp nó ưu tiên ra phía trước, được chưa? Còn xét về cái miệng với mũi thì sao? Anh nào trước? Tại sao mũi trước? Đúng rồi, tại vì là có một cái đĩa mì là luôn, cái miệng mình chưa tới mà mũi mình đã tới rồi, đúng không? Cho nên đó là sao là mũi nó xa hơn, là mũi vui mà. Nó xa hơn như vậy. Thì từ phương diện đó mà chúng ta mới sắp xếp được, phải không? Mới sắp xếp được là cái trật tự của nó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, được chưa? Do cái tính chất là xa, gần, cái tính chất là nhanh và chậm mà năm giới được sắp xếp trật tự của nó có cái quy ước đàng hoàng. Triết học nó là như vậy chứ không có cái gì ngẫu nhiên. Rồi, ở trong một trường hợp nữa, người ta chia ra cái trật tự của nó là bởi vì người ta tính độ cao và thấp. Ở cao nhất á, trong thân thể con người là con mắt, nó cao hơn lỗ tai. Phải mà. Cho nên mắt là được phát hiện trước. Rồi thứ hai là tai. Thấp hơn là gì? Mũi. Thấp hơn là lưỡi, phải không ạ? Cho nên xét về độ cao, độ thấp thì do vậy cho nên mắt, tai, mũi, lưỡi
Còn cái biểu hiện của thân căn là tự nhiên là nó phải thấp hơn, phải chưa hả? Do cái tính cao thấp như vậy mà người ta xếp cái vị trí của nó như thế nào. Hôm nay chúng ta tìm hiểu những gì thưa quý vị? Đó là thứ tự của uẩn, xứ và giới. Cái khó nhất là thứ tự của uẩn, cái tính vi tế và thô thiển mà xếp nó là trước và sau, thấp và cao. Thô thiển của uẩn đó là sắc uẩn, nó thô nhất, biểu hiện thành cái hình hài thô trược, thô kệch. Rồi sâu hơn cái sắc này là thọ, sâu hơn là tướng, sâu hơn là hành, và vi tế nhất là thức. Hiểu chưa hả? So sánh trong ba cõi thì sao? Sắc nó là biểu hiện trong dục giới, còn thọ là biểu hiện ở trong bốn loại thiền, định sanh hỷ lạc, hay ly sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, hay là gì đầu tiên là ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly gì, ly hỷ diệu lạc và xả niệm thanh tịnh. Như vậy thì đây gọi là bốn thiền, được chưa? Cái tâm của mình sống ở trong thọ, còn sống ở trong gì, trong tướng thì sao? Trong tướng là sống với những khái niệm. Thầy cho một ví dụ nhỏ nhỏ nữa để chúng ta hiểu nghe. Ở trong chính trị người ta nói cái người đó là người tốt, người đó là người xấu. Mình nói như vậy á, là không hiểu về chính trị, mà mình phải hiểu rằng là chính trị là thắng hay là thua. Ở trong chính trị nó không có đạo đức, hiểu chưa hả? Nhưng chúng ta là đem đạo đức vô để chúng ta gán lên những hành động chính trị là sai, thấy chưa hả? Cho nên ở trong chính trị nó miêu tả trên tướng vậy thôi, nó không cần biết chuyện gì xảy ra, nó miêu tả trên tướng vậy đó, và nó cứ theo cái lập trình như vậy nó làm thôi. Ai chết thì chết, ai sống thì sống, chuyện đó không quan tâm. Nó giới sợ như vậy đó. Nhưng mà ở trong cái tướng tâm như vậy kết hợp với là gì, với cái động cơ là ác, thì ngược lại cái mặt đất của chúng ta là các tầng của địa ngục, hiểu chưa hả? Còn á, ngược lại với mặt đất các tầng địa ngục thì sao? Tướng tâm thiện á, thì lúc bây giờ nó lên các cõi trời. Cho nên cái mặt đất này nó giống như là một cái đường ranh ngang vậy đó, đi xuống hay là đi lên. Thì sống ở trong cái ác, mà cái ác của tướng á, thành ra có những người họ làm việc ác, nhưng mà trong đầu của họ không có lý luận gì ác, không có quan điểm ác, thì cái mức độ nó đọa cạn hơn, hiểu không? Còn người tu cũng vậy, người tu theo quán tính thì giải thoát cũng cạn hơn ấy, cũng lên trên cao cũng cạn hơn, cũng thấp hơn, nhưng mà giải thoát trong tư tưởng thì lên cao hơn. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải học pháp để chúng ta liễu ngộ trong tư tưởng, hiểu chưa hả? Từ đó mà chúng ta mới có cái giải thoát cao hơn. Còn chúng ta tập theo thói quen, không cần biết là cái tướng gì hay là cái sự liễu ngộ gì, thì nó vẫn có sự giải thoát, nhưng mà ở trong mức chắc chắn là thấp hơn. Đơn giản là gì? Là nó ở trong cái thọ, chứ nó không qua nối cái tướng, cũng không thể nào vượt lên được cái hành. Hành thiện ở trong ba cõi thì cũng như là thấp sắc, cao hơn là gì? Các cõi trời, thấp hơn là cõi dục, sao hơn là các cõi trời sắc, và cao ba cõi trời là ba cõi trời vô sắc. Chỉ có ở trong hành uẩn á, thì lúc bây giờ nó mới đi vô trong cái cõi trời là hữu định. Lên tới cõi trời hữu định thì sống tới 80.000 kiếp sung sướng không? Nhưng mà khổ thay sống trên đó cũng không có giải thoát, không giải thoát. Chỉ có thấy được là ngũ uẩn giai không mới giải thoát, còn sống ở trong hành uẩn cũng không giải thoát. Rồi nói về năm giác quan, các xứ và các giới thì chúng ta thấy rất là rõ rồi, tức là mắt tai mũi lưỡi thân nó được chia ra là vì cảnh nó thấy biết trước, thành ra vậy nên mắt nó được nêu trước,
Còn đứng trên phương diện mà nó tạo ra từ bốn đại hay là bốn đại sở tạo thì phải cũng xếp nó là mắt ở phía trước. Còn nói cái tác dụng là xa và gần, nhanh hay chậm thì nó cũng vẫn phải xếp là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. À, được chưa hả? Hoặc là xét vào cái vị trí cao thấp thì vẫn nói rằng là gì? Cao nhất là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Do cái tính chất của nó như vậy, thành ra nói về năm giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó được quy định theo trật tự có cơ sở lý luận khoa học. Được chưa hả? Rồi, chúng ta dừng ngang đây. Như Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều con thành thơ đạo. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm ba, dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.